lên mở. Cố lên. Quay người lại con, quay người lại. Quay người lại. Quay người lại con, quay người lại. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp, quay người lại. Từ từ thôi con. Từ từ con, thông thả, không có gì hết. Không sao con ơi. Gấp hết. Nghe rồi. Thấy không, hồi nãy con xoay lại kia rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Chịu. Cứu tôi. Anh phải đi vô kia cứu thú rừng kìa. Rồi. Lên chưa? Đi. Mình phải có câu chuyện chứ. Đâu mà chạy chạy xôn rồi. Các con ơi, các con đừng phá chú. Các con phá chú là chú phá luật đó. Leo leo luôn được không? Leo luôn được không? Ôi, ôi, đồ bảo hộ đã rơi vãi rồi. Nhưng không sao, vì các bạn động vật cứ làm được hết. Trời ơi, phải mở hay là bứt được không? Mở bứt gì cũng được. Các bạn chịu đau chút xíu nha. Tiếp theo ai lên rồi đi xuyên qua cánh rừng đi Phá ơi. Đi xuyên qua Phá ơi. Chảy máu, té. Đây là rừng gì mà đau vậy? Một con rồi. Bạn ơi, cứu em. Xong rồi. Cái gì vậy? Ôi, tụi con nhặt con đàm đó hả? Tới rồi. Cố lên coi. Sao sợ độ cao? Bình tĩnh, từ từ. Không sao cô, có mấy đứa, mấy đứa. Bé. Chán dễ sợ. Cảm ơn Vũ mày. Để mang dài, lấy đồ cái, có như vậy hiểu không? Ê Trang ơi, cứu thú rừng đi. Cái con thú này nó liền quá. Trời ơi, cứu thú rừng hết như vậy rồi. Hết như vậy thì mình đi qua nè. Trời ơi, chuyện gian vậy. Ủa, lụm nó dài mà. Điều kiện thôi chứ. Chú phát. Sao? Vẫn còn nhiều chú thú bị mắc kẹt lắm à. Trời ơi, trời. Trên đây mới có sóng. Ngăn chặn nha, lại đi. Cái đau lâu la này. Các bạn ơi, hãy đẩy mình. Tự cứu lấy mình đi. Trước khi cứu tôi rồi. Con ơi, phá người ta hay tự phá mình vậy con? Ôi, chú Khải cái pháp luật này chú Khải ơi. Thời gian chỉ còn một phút. Giây nữa. Cái gì 1 phút, để bên đây 1 phút, bên đây xuống còn 45 giây chứ. 30 giây đứng cãi lộn, còn 20 giây. Chiếm gì hát gác cái gì, Bây giờ mới 30 kìa. Con ẩm cô xuống nè. Hãy rung thiệt không trời ơi. Phải, con nói con nghe nè, từ từ. Ê, từ từ, cứ dừng cái chỗ này như lúc nè. 30 giây nữa. Cảm ơn con. Đây nè. Đỡ quá, nó đỡ dữ. Cố lên coi. 9 8 gì mà 7 giúp. 6 5 4 3 2 Hết giờ. Thì ra được rồi mà. Xin lỗi bạn thú. Ê, phải, cái này ra được rồi bác gấu ơi. Rồi, bác gấu ok. Sau khoảng thời gian 3 phút,
thì đội những con người khổng lồ đã có một cái cuộc giải cứu rất là căng thẳng, rất là drama, đầy tâm lý và nước mắt, thì họ đã giải cứu được 6 chú thú. Chúc mừng các bạn. Lộc phát. Các con ơi, sẵn sàng chưa nào? Vào vị trí. Và sau đây là phần thể hiện của đội Tí Hon. Nhưng có một điều khác biệt ở đội khổng lồ là đội Tí Hon, chúng ta cái phần diện tích rừng nó có phần thu nhỏ lại để đảm bảo tính công bằng cho người lớn và trẻ em. Và bây giờ, phần thể hiện của các bạn trong nhóm Tí Hon xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Cố lên! Cố lên chị ơi! Cố lên! Chị ơi, cẩn thận ra đi. Sao rồi đến em nha, để chị ra cản mấy chú. Ta là kẻ gây rối đây. Cẩn thận. Bình tĩnh, đừng nhìn xuống dưới, chị như là vợ của bác gấu gì đó, chị còn gì cản người ta. Thôi tại mình cản phải nhiệt tình. Trời ơi. Quỷ gì vậy? Cái này ta gọi là trạng của hồn lúc nào. Cố lên bảo. Quay người lại. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp, quay người lại. Từ từ con, thông thả, không có gì hết. Không sao con ơi. Nghe rồi. Thấy không, hồi nãy con xoay lại kia là. Cứu tôi. Cứu tôi. Anh phải đi vô kia cứu thú rừng kìa. Rồi. Thời gian còn lại 10 giây nữa. Em cũng được quá. Rồi, lên đường. Quá đúng rồi. Ơi, tôi chạy quá. Cái này của con đúng không? Ở đâu còn hả? Không gặp nhau nữa. Trời ơi. Mình tính nha. Xoay người lại. Xoay người lại xuống dễ hơn, giống như lúc leo vậy đó. Không sao, có chú Khánh đứng này nè. Bình tĩnh, đúng không? Có chú Khánh không lo. Không sao. Dướng cái tay ở đó làm sao mà bước. Đừng có tay rồi. Phải là selfie mấy tấm đi. Đúng rồi. Tao đâu mới lên đó. Xoay lại dễ xuống hơn. Xoay lại dễ xuống hơn. Không sao, thời gian còn rất nhiều. Ở mùa 2 cứ bình tĩnh mà leo. Từ từ. Chân. Xoay lại dễ xuống hơn. Thấy bé leo mà là biến hù bé luôn. Thôi vào đây chú dắt đi luôn. Rồi thích con nào chú lấy luôn cho. Chạy. Chú bước lại. Sao con chui bên đây con không chui? Con chui đây cho khó vậy? Không có giống gì chú biết rồi. Mẹ lấy con này thử coi. Được không? Vào đây. Bạn giúp rồi. Lên đường. Cái này sao con bây giờ? Rồi, lấy luôn. Không, mấy bé lớn là phải cản lại. Bé để tôi cản lại. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Đâu hết trơn rồi. Chị cho em đi lên. Rất sợ nhưng mà vẫn đam mê leo. Nãy giờ là hai con bé nó không có chồng để nó leo luôn. Sao bé rất sợ mà sợ chơi không đã. Sao cho chị leo ta. Cố lên. Con ơi, xuống cái tay tiếp rồi. Ráng lên con, vượt qua nỗi sợ chính mình. Sao hồi nãy nó tháo cái này leo lẹ mà tháo chậm hơn hồi nãy vậy? Sao cái cách nó leo xuống giống em vậy? Đi giải cứu thú rừng hay giải cứu con á? Chú đừng đứng đây con sợ. Đây tôi hỗ trợ cho con bước tẩm rồi nè. Đây phần thưởng của con. Đâu đâu. Đâu đâu đi tìm tìm. Đâu đâu. Hỗ trợ. Không cậu rồi. Chạy đi con. Chạy đi con đây nè. Chú
tôi đây nè. Rất là thiệt quá. Em ơi, đúng rồi. Rất là đoàn kết. Chùi qua em ơi. Thời gian còn 30 giây nữa. Lẹ lên em ơi. Đề nghị đội khổng lồ thành công. Ủa, có cả bông mình đâu hết rồi. Đây nè, đây nè. Quá lạ. Chết tôi rồi. Ôi, trời đất ơi. Chơi tiếp còn 30 giây thì ngồi lắm. Nhanh nhanh lên chị đó. Bên đây là thú của đội khổng lồ. Và bên đây là thú của đội Tí Hon. Mình cứu là mình phải nâng niu nữa. Bên đây cứu thú thật sự. Nhẹ nhàng thôi. Bên đây cứu thú mà thú muốn bay qua cứu lại luôn. Và sau đây là số thú của đội Tí Hon. Một. Hai. Ba. Đếm trước lắm, hay đếm trước lắm. Ba. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Bảy, tám. Tám con. Nó đi đường tắt không à? Và chiến thắng chung cuộc ở vòng đại thử thách thuộc về đội Tí Hon. Yeah.